Hello các tình yêu, thầy Huy đây. Và bây giờ thầy Huy lại tiếp tục hướng dẫn các bạn tổng ôn hình học chương 1 của lớp 11. Đó là phần phép biến hình nhé. Chúng ta sẽ cùng đi vào những câu bài tập để giúp các bạn tổng ôn lại toàn bộ những kiến thức của phép quay, phép vị tự, phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép đồng dạng ở trong chương này. Rồi, chúng ta cùng vào câu đầu tiên đi. Cho tam giác ABC, có M là trung điểm cạnh BC và G là trọng tâm của tam giác. Đó, chúng ta dựng lên một cái tam giác đi. ABC này, M là trung điểm của cạnh BC, trung điểm này, G là trọng tâm của tam giác, thì trọng tâm là giao của ba đường trung tuyến. Đấy. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến là cắt nhau là nó đã xác định được trọng tâm rồi. Đúng không? Đây G đây. Rồi. Phép vị tự tâm A tỉ số K, tâm A này, tỉ số K biến M thành G, hỏi tỉ số K là bao nhiêu. Thế thì thầy sẽ mô tả cái câu nói phép vị tự, được chưa, thành V, được chưa? Tâm A tỉ số K biến điểm M thành điểm G. Đấy, được chưa? Tức là đọc đến đâu thì viết ra thành ký hiệu đến đó. Phép vị tự tâm A tỉ số K biến M thành G. Ok. Thế thì cái phép vị tự này nó sẽ thỏa mãn điều kiện, đó là gì? Khi và chỉ khi vector AG, đấy, lấy vector AG sẽ gấp k lần vector AM. Được chưa? AG gấp k lần AM. Thì chúng ta cũng quan sát AG đâu. Đây vector AG đây. Còn vector AM là cả cái đường trung tuyến này, được chưa? Đấy. Thì rõ ràng cái AG ấy nó chỉ bằng 2/3 của AM thôi, đúng không? Đấy. Thế nên là hệ số K này của chúng ta ở đây là 2/3. Theo tính chất trọng tâm của tam giác, độ dài đấy, từ đỉnh nối đến trọng tâm sẽ bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đấy, tương ứng. Thế vậy K của chúng ta chính là bằng 2/3. Ở đây có đáp án là -2/3. Thế tại sao lại chọn dương mà không chọn âm? Thì câu chuyện đó là hai cái vector AG và AM của chúng ta đây nó đang cùng hướng. Cùng hướng, thế nên là hệ số K phải mang dấu dương nhé. Đấy. Chúng ta chọn đáp án đó là A. Rồi, câu số 1 liên quan đến phép vị tự kết thúc một cách nhanh chóng, trọn vẹn và chúng ta chuyển sang câu số 2 nhé. Chúng ta bắt đầu câu 2. Cho hình vuông tâm O, hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay là alpha lớn hơn 0 và nhỏ hơn bằng 2pi, biến hình vuông trên thành chính nó. Đấy. Thế thì giả sử thầy có một hình vuông như này. Tâm O là giao của hai đường chéo. Đấy. Thế thì phép quay, người ta bảo phép quay biến hình vuông thành chính nó, tức là gì ạ? Quay xong một hồi thì nó vẫn là hình vuông, vẫn ở vị trí đấy, không hề thay đổi, được chưa? Thế thì đầu tiên là chúng ta thấy góc alpha của chúng ta là lớn hơn 0. Thế vậy sẽ không có thể là loại luôn trường hợp đầu tiên là alpha bằng 0, tức là không quay cái gì cả. Trường hợp tiếp theo là chúng ta để ý đấy là chỗ này là vì hai đường chéo nó vuông góc trong hình vuông. Thế nên là khi mà chúng ta thực hiện một phép quay 90 độ đấy, phép quay 90 độ thì ngay lập tức chúng ta sẽ có là gì ạ? Cái đỉnh này sẽ sang đây, đỉnh này xuống đây, đỉnh này xuống đây, đỉnh này lại lên trên này, đúng không? Thế vậy về cơ bản thì nó vẫn là cái hình vuông này thôi, đúng không? Đấy, cầm cái hình vuông này, quay một góc 90 độ đấy, thì nó vẫn là hình vuông này thôi. Các đỉnh nó vẫn, tức là nó thế chỗ cho nhau thôi đấy. Thế còn hình vuông thì nó vẫn là vậy, nó vẫn ở vị trí này chứ nó không hề di chuyển đến chỗ khác. Rồi, tương tự như vậy, đầu tiên là góc alpha bằng 90 độ, tức là tương ứng với pi trên 2 đấy. Tiếp theo chúng ta thấy là gì ạ? Cộng thêm 90 độ tức là 180 độ, tức là pi. Tiếp theo nữa đó là alpha bằng gì ạ? 3π/2. Đúng không? 3π/2 tức là quay 1 2 3 góc 90 độ. Và cuối cùng nó là 4 góc 90 độ thì tức là gì ạ? Lúc đó nó là 2π. Tức là quay 360 độ đấy, đúng không? Quay 360 độ thì nó quay tít thò lò một vòng. Thì đỉnh này sau khi quay một vòng nó lại trở về chính vị trí của nó. Thế nên vẫn là hình vuông đấy. Vậy chúng ta sẽ có 4 trường hợp mà thực hiện phép quay tâm O biến hình vuông này thành chính nó. Đáp án của chúng ta chính là B. Ok không ạ? B nha. Rồi, kết thúc câu 2 một cách nhanh gọn, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 3 nhé. Chúng ta vào câu 3 nhé.
cho tứ giác ABCD có 3 điểm, ABD là cố định, cạnh BC bằng A không đổi, M là trung điểm của cạnh AC. Bây giờ chúng ta vẽ lên một tứ giác bất kỳ nhé. A này, B này, C này, D này. Đấy, một tứ giác bất kỳ. Có ABD cố định, A này, B này, D cố định. Thế còn cạnh BC có độ dài là A, không đổi. M là trung điểm của cạnh AC. M là trung điểm của cạnh AC. Biết tập hợp điểm M là một đường tròn tâm Y và bán kính R. Đấy, tập hợp các điểm M là đường tròn tâm Y bán kính R. Thì rõ ràng chúng ta suy được ra là gì ạ? Bán kính R chính là độ dài đoạn IM luôn. Đúng không? Lấy một điểm nối với tâm, nối với điểm trên đường tròn nối với tâm thì đó chính là bán kính. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó. Thế thì cái tâm Y ở đây á, người ta bảo là phép vị tự tâm A tỷ số K để biến điểm B. Tâm A tỷ số K, tâm A tỷ số K biến điểm B, được chưa? Vậy điểm Y của chúng ta ấy, có được là do quá trình vị tự tâm A tỷ số K để biến điểm B thành điểm Y. Như vậy nó sẽ thỏa mãn một biểu thức vector, đó là vector AI sẽ gấp K lần vector AB. Ok, đó. Và chúng ta sẽ dựa vào biểu thức vector này để xử lý từng đáp án nhá. Thì đáp án A, người ta bảo là gì ạ? Tỷ số K là bằng trừ 1 phần 2. Bây giờ chúng ta thử là K bằng trừ 1 phần 2 với đáp án A. K bằng trừ 1 phần 2. Đấy, để xem là cái vị trí điểm Y nó nằm ở đâu. Và bán kính R bằng bao nhiêu. K bằng trừ 1 phần 2 thay vào đây vector AI bằng trừ 1 phần 2 vector AB. Đây là vector AB này. Đấy. Và vector AI này bằng trừ 1 phần 2 vector AB. Về độ lớn là bằng một nửa độ dài đoạn AB. Tuy nhiên hướng là phải ngược sang bên kia. Đấy. Đây. Điểm Y đây. Thế như vậy vector AI của chúng ta là bằng một nửa đoạn AB này. Đồng thời ngược hướng bởi vì ở đây có dấu trừ. Nhá. Thế nhìn như thế này thì chúng ta thấy là gì ạ? IM nối Y với M. Đúng không ạ? Thì về cơ bản là chúng ta cũng chưa thể tính được độ dài đoạn IM. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ dài cạnh AB này này, người ta chỉ nói điểm A, điểm B cố định, chứ độ dài AB nó không cho mối quan hệ với độ dài BC. Thế nên cái việc chúng ta rút ra bán kính IM ở đây mà bằng R trên 2 ấy, là không phải lúc nào cũng đúng. Đấy. Thế nên là đáp án A của chúng ta là loại luôn. Đúng không ạ? Đấy. Mà chúng ta nhìn ngay đây, ví dụ đoạn là IM này làm sao mà bằng AB trên 2, vớ vẩn nó bằng BC luôn đấy, đúng không? Đấy, thế là đáp án A loại nhé. Loại. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ thử sang đáp án B. Đáp án B thì người ta lại diện vị tự tâm K là tỷ số là 1 phần 2. Với K là 1 phần 2 thì điểm Y đang ở ngoài này nó sẽ quay đầu vào trong. Đúng không? Thì tỷ số K là dương. Thế khi quay đầu vào trong như này thì Y thỏa mãn là trung điểm của cạnh AB. Thế khi mà Y là trung điểm cạnh AB, chúng ta nối Y với M. Đấy, thì điều thú vị xảy ra đó là IM lại là đường trung bình của tam giác ABC. Bởi vì IM đi qua trung điểm của hai cạnh AB và AC. Thế nên đường trung bình cái đoạn IM này này, nó chính là bằng một nửa BC luôn. Thế mà IM chúng ta biết nó là gì ạ? Là bán kính. Thế vậy đây nó sẽ chính là R. Và nó bằng một nửa BC, tức là R ở đây sẽ bằng A trên 2. Thì đúng, A bán B, R bằng A trên 2 thật. Và cái này là chắc chắn bằng A trên 2 chứ không thể nào mà khác được. Vì tính chất đường trung bình. Vậy nên chúng ta chọn đáp án B. Đấy, thỏa mãn. Vậy đáp án ta chính là B. Đấy, và tương tự như vậy chúng ta sẽ tìm ra cách để loại trừ phương án C và phương án D. Được chưa? Đấy thì đây là cái kiểu làm trắc nghiệm. Đầu tiên vẫn phải xuất phát từ biểu thức tự luận và sau đó thì kết hợp với các dữ kiện trong đáp án để loại trừ. Chúng ta cùng thử nhanh qua C xem nó sai ở đâu nhé. Tâm A tỷ số là trừ 2. Đáp án C, K bằng trừ 2. K bằng trừ 2 thì vector AI bằng trừ 2 vector AB. Về độ lớn là gấp 2 lần và hướng là ngược nhau. Thì vector AB đây.
Vậy vector AI nó không những ra đến đây mà nó phải ra đến tận đằng này đúng không? Bởi vì gấp hai lần độ dài đoạn AB lên mà. Đấy, đây. Đấy, thế thì rõ ràng là chúng ta thấy nối Y với M chúng ta cũng không có dữ kiện gì để tính theo A cả, đúng không? Loại C, tương tự sang đoạn D với K bằng 2. Thì vector AI lúc này bây giờ nó quay đầu à? Đấy, nó sang phía bên này. Đây, Y đây đúng không? Đấy, thì rõ ràng lúc này chúng ta nối Y với M chúng cũng chưa có dữ kiện gì để tính được cái độ dài đoạn IM theo cái A này cả, đúng không ạ? Nên là không thể kết luận nó bằng 2A ở đây luôn được. Vậy là CD đều loại do thiếu dữ kiện để kết luận. Ok, vậy là chúng ta đã xử đẹp được câu số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 4 nhé. Chúng ta vào câu 4 nhé. Cho hình vuông ABCD tâm O, biết phép tịnh tiến theo 1 phần 2 vector BC biến điểm M thành điểm O, xác định vị trí của điểm M. Thì thầy sẽ vẽ đây một hình vuông. Đó, A, B, C, D. Có O là tâm. Tâm của hình vuông là giao của hai đường chéo. Đấy, và hai đường chéo vuông góc luôn. Thế thì cái biểu thức tịnh tiến này này chúng ta sẽ suy ra được là gì? Tịnh tiến theo 1 phần 2 vector BC biến điểm M thành điểm O. Thì lúc đó chúng ta sẽ có vector MO sẽ bằng vector tịnh tiến, đó là 1 phần 2 vector BC. Đó, thì vector BC đây. Đấy, có chiều nó đâm xuống. Thế thì bây giờ chúng ta phải đi xác định được điểm M sao cho vector MO là bằng một nửa vector BC. Đấy, thế thì chắc chắn là chúng ta suy ra về độ dài là MO bằng một nửa BC. Về hướng thì vector MO là phải cùng hướng vector BC, tức là cùng đâm xuống, đúng không? Cùng đâm xuống. Nếu điểm M nằm ở dưới thì mà nối M với O nó lại đâm lên mất. Thế vậy chắc chắn M phải ở trên. Đấy, ở trên, và chúng ta có trung điểm của AB luôn đấy. Đấy, M sẽ phải nằm ở đây. Thế lúc này khi chúng ta nối M với O ấy thì chắc chắn là nó sẽ đâm xuống. Và đâm xuống như này thì là đảm bảo là cùng hướng vector BC. Và tại sao M lại là phải là trung điểm của AB? Thì chúng ta biết là gì ạ? Cái này là 1 phần 2, thì chúng ta xét tam giác A, B, C, thì OM là đường trung bình, thế nên OM chắc chắn là bằng 1 phần 2 BC, đúng không? Đấy. Nên là M là trung điểm cạnh AB và thỏa mãn cái biểu thức vector này, thì chúng ta sẽ có M là trung điểm của AB, vậy đáp án ra là D. Đấy, M là trung điểm của đoạn AB. Đấy, thì đây là cái kiểu bài toán mà liên quan đến xác định vị trí của điểm thông qua các phép biến hình, cụ thể phép tịnh tiến. Rồi, kết thúc câu 4 là chúng ta chuyển sang câu 5 nhé. Chúng ta cùng vào câu số 5 nhé. Cho hai đường thẳng D và D', hỏi nếu có một phép quay biến đường thẳng D thành đường thẳng D' thì góc quay của phép quay đó có thể là góc nào trong các góc quay sau đây? 60, 30, 45 và 90 nhé. Thế thì đầu tiên là chúng ta có hai đường thẳng D, D' này, chúng ta cùng bấm một cái hệ phương trình gồm có D, D' để xem hai thằng này có cắt nhau hay không. Đó là 4x cộng 3y trừ 2 bằng 0. Và hệ tiếp theo đó là x cộng 7y trừ 12 bằng 0. Đấy, chúng ta kiểm tra xem là D và D' có cắt nhau hay không. Thì cái này chúng ta sẽ tiến hành bấm máy tính để ra hai nghiệm. Bốn này, ba này, hai này, một, bảy và 12 này. Cái này do ra hai nghiệm, đó là x bằng, cho ra một nghiệm, cặp nghiệm đó là x bằng 22 trên 25 và y của chúng ta là bằng 46 trên 25. Thế thì nếu mà hệ mà D1, D2 mà có nghiệm như thế này á, D1, D' có nghiệm như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ suy ra D1 sẽ cắt, D sẽ cắt được D', đúng không? Hai đường thẳng này là cắt nhau. Hai đường thẳng này là cắt nhau. Đây đây. D phải đây. Ok. Đấy, cắt nhau tại một điểm gọi là điểm Q đi. Đó. Thì cái điểm Q này tỷ lệ cao là nó sẽ là cái tâm của phép quay biến đường thẳng D thành đường thẳng D phải. Nha. Cái câu chuyện bây giờ chúng ta thử đi tính cái góc quay này xem nó bằng bao nhiêu nha. Giả sử gọi đây là góc quay phi đi. Thì chúng ta có là gì ạ? Công thức tính góc giữa hai đường thẳng cốt phi sẽ bằng tích vô tích có hướng, tích vô hướng là n của d
nhân n của d phẩy trên độ dài của vector. Đấy, vector pháp tuyến của d d phẩy. Ok. Thế thì vector pháp tuyến của đường thẳng thì nhìn vào đâu? Nhìn vào các hệ số trước x và trước y. Đấy, trước x và trước y thì đó chính là các vector pháp tuyến. Thì chúng ta có n của d phẩy và d. N d tọa độ là 43. N của d phẩy thì có tọa độ là 17. Đó. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành thay vào đây. Đấy, tích vô hướng thì lấy hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Ok. Cái này bằng 4 nhân 1 được 4, 3 nhân 7 được 21. 21 cộng với 4 là 25. Đấy. Độ dài vector ở đây thì 4 bình cộng 3 bình ra 25, vậy độ dài ra là 5. 1 bình đấy, là 1, 7 bình là 49 cộng 1 là 50, vậy đây là căn 50. Đó, bây giờ ta bấm máy tính rút gọn cái này đi thôi. 25 chia 5 căn 50. Thì kết quả cái này ra là căn 2 trên 2. Cos phi bằng căn 2 trên 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể suy được ra một góc phi, đó là góc 45 độ. Đúng không ạ? Đấy. Thế vậy nếu mà có một phép quay để biến d thành d phẩy thì góc quay có thể là 45 độ và tâm quay là giao của hai cái đường thẳng cắt nhau này, được chưa? Vậy chúng ta chọn đáp án đó là C. Đó. Rồi, kết thúc câu 5 một cách khá là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 6 nhé. Mình cùng vào câu số 6 nhé. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Đấy. Nếu có phép đồng dạng biến cạnh AB thành cạnh BC thì tỉ số đồng dạng là bao nhiêu? Đấy. Thế thì chúng ta để ý này. Bây giờ chúng ta vẽ lên một cái tam giác vuông cân đi. A, B, C vuông cân tại A. Vậy mỗi góc này sẽ là 45 độ đây đúng không? Đấy. Nếu mà thầy gọi cạnh này có độ dài là x, cái này có độ dài là x thì theo định lý Pythagore chúng ta tính ra cạnh huyền có độ dài là x căn 2. Đúng không? Bởi vì là tam giác vuông cân thì hai cạnh này bằng nhau mà. Đấy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Nếu có phép đồng dạng. Đấy. Có phép đồng dạng biến cạnh. Biến cạnh nào đây? Biến cạnh AB thành cạnh BC. Đấy, tồn tại một phép đồng dạng biến cạnh này và cạnh này. Thì chúng ta thấy mà BC của chúng ta ấy thì lại bằng cái gì ạ? Căn 2 lần AB. Đấy, thế nên là chúng ta nhìn thấy là tỉ số đồng dạng chúng ta chính là căn 2 lần luôn. Đấy, tức là hình sau gấp bao nhiêu lần cái hình trước thì đó chính là cái tỉ số đồng dạng, được chưa? Đấy, thì chúng ta nói là căn 2 và đáp án đó là A. Rồi, câu 6 kết thúc một cách khá là trọn vẹn, thú vị. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 7 nhé. Chúng ta cùng vào câu số 7. Cho đường tròn C có phương trình như này và đường thẳng D có phương trình đã biết cắt nhau tại hai điểm A và B, gọi M là trung điểm của AB. Phép vị tự tâm O tỉ số K bằng 3 biến điểm M thành M phẩy có tọa độ là. Thế thì đầu tiên là chúng ta cùng mô tả cái hình các phương trình của đề bài thành hình vẽ nhé. Đầu tiên là đường tròn C. Đó. Giả sử chúng ta có một đường tròn C như này, có tâm là Y đi. Thì nhìn đây chúng ta có tâm Y là trừ 2, 1. Đấy, thì đây là kiến thức của OXY lớp 10 nhé. Đấy, điểm Y rồi. Và bán kính bằng 2, được chưa? Bán kính bằng 2. Đường thẳng D cắt thì tại hai điểm phân biệt. Đây, đường thẳng D này. Tại hai điểm A, B. Đấy. Thì nối Y với A và nối Y với B thì chúng ta sẽ được đây là hai cái bán kính R. Và tam giác IAB là tam giác cân tại Y, đúng không? Đấy, và R của chúng ta chính là bằng 2 luôn. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Đấy, M là trung điểm của AB. Thì chúng ta có tính chất là gì nhỉ? AB là dây cung mà M là trung điểm của dây cung thì chúng ta sẽ có IM sẽ vuông góc với AB, đúng không? Đấy. Nhưng cứ để đấy xem có dùng hay không nhé. Người ta bảo phép vị tự tâm O tỉ số K bằng 3. Đấy, phép vị tự tâm O tỉ số 3. Đấy, biến điểm M thành M phẩy, hỏi điểm M phẩy có tọa độ bao nhiêu.
Thế thì rõ ràng là O là góc tọa độ là 0,0 thì chúng ta biết rồi. 3, chúng ta cũng biết rồi. Tọa độ của M, bây giờ muốn tìm tọa độ M phải phải bắt buộc phải có tọa độ điểm M trước. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái tọa độ điểm M. Ok, nhá. Thế thì câu chuyện bây giờ tọa độ điểm M ấy, thì muốn tìm tọa độ điểm M, M là trung điểm của AB. Thì bây giờ chúng ta lại phải đi tìm ra xem là tọa độ của A, tọa độ của B là bao nhiêu. Đúng không? Đấy, bằng việc đó là tương giao giữa đường tròn và đường thẳng. Đấy. Thì xét đường tròn D, đường thẳng D giao với đường tròn C. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình gồm phương trình của đường tròn và phương trình của đường thẳng D. Thì chúng ta sẽ tiến hành là rút Y ở đường thẳng D. Đấy. Từ đường thẳng D chúng ta suy ra là gì ạ? Y là bằng x cộng 2. Sau đó chúng ta tiến hành là thế vào phương trình đường tròn C. Được chưa? Thế vào phương trình đường tròn C. X cộng 2 bình phương. Chỗ nào có y thì thay bằng x cộng 2. X cộng 1 bình bằng 4. Và sau đó chúng ta rút gọn đi. Đây là x bình cộng x bình là 2x bình. Đây là 4x. Là 2x là 6x. 4, 4 này là hết. Đây còn số 1 bằng 0. Vậy chúng ta được một phương trình bậc 2. Và từ đây chúng ta sẽ giải ra x. Đấy. Hai sáu một trừ ba cộng căn bảy và trừ ba trừ căn bảy chia cho hai, tức là trừ ba cộng trừ căn bảy trên hai. Vậy là chúng ta ra hai nghiệm x, và hai nghiệm x đó chính là hai cái nghiệm lần lượt cho tọa độ điểm A và tọa độ điểm B nhá. Đấy. Thế từ đây chúng ta sẽ rút ra y đi, từ đó rút ra tọa độ điểm A chính là lấy nghiệm đầu tiên là trừ ba cộng căn bảy trên hai đi. Đấy. Và chúng ta sẽ đi tính ra y của A bằng việc là lấy x này thay vào đường thẳng D, hoặc thay vào phương trình C cũng được, nhưng mà nên thay vào đường thẳng D này nhanh hơn này. Đấy. X cộng 2, được chưa? Đấy. Trừ 3 cộng căn 7 trên 2. Trừ 3 cộng căn 7 trên 2 cộng thêm với 2 thì bằng 1 cộng căn 7 trên 2. Đấy, thay lên cái phương trình đường thẳng D này nhá. Và đồng thời là điểm B của chúng ta sẽ có tọa độ đó là trừ 3 trừ căn 7 nghiệm số 2. Đấy, đúng không? Thế thì trừ 3 trừ căn 7 cộng thêm 2 nữa là xong. Vậy đây là ra 1 trừ căn 7 trên 2. Rồi, thế thì có hai điểm A và B rồi, chúng ta hoàn toàn tìm ra tọa độ điểm M. Từ đây suy ra tọa độ điểm M chính là bằng tọa độ A cộng tọa độ B chia 2. Và lúc này chúng ta sẽ có điểm M có tọa độ là, lấy thằng này cộng với thằng này thì căn 7 với âm căn 7 là hết. Như vậy chúng ta chỉ còn là trừ 3, trừ đi 3, cộng với lại trừ 3 nữa nó thành bao nhiêu? Thành trừ 6, trừ 6 phần 2. Đấy, thì chia đôi tiếp ra. Đấy, chia 2, thì được là trừ 3 phần 2. Tương tự ở đây chúng ta có căn 7 cộng với trừ căn 7 này là hết. 1 cộng 1 là 2, 2 chia 2 được 1, lại chia 2 ra 1 phần 2. Đúng không ạ? Vậy là tọa độ điểm M cũng rất là đẹp, không có căn đâu, trừ 3 phần 2 và 1 phần 2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tọa độ M phải. Đúng không ạ? Tìm tọa độ M phải. Đấy. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra tọa độ M phải. Và chúng ta nhớ cái công thức của phép vị tự. Phép vị tự này thì tương đương với việc đó là gì ạ? Vector OM phải sẽ gấp 3 lần vector là OM. Đó. Vector OM phải gấp 3 lần vector OM. Thế thì ở đây chúng ta thấy O ấy là gốc tọa độ. O là gốc tọa độ thì nó là có tọa độ là 0,0 rồi. Đấy. Thì có nghĩa là tọa độ điểm M phải sẽ bằng 3 lần tọa độ điểm M nhá. Thì đây chúng ta sẽ có là x phải sẽ bằng 3 lần x, còn y phải bằng 3 lần y. Đấy. Thì rõ ràng từ đây chúng ta rút ra tọa độ điểm M phải chính là bằng 3 lần x thì nhân vào đây là trừ 9 phần 2. 3 lần y thì nhân đây là 3 phần 2. Đó. Vậy chúng ta tìm ra tọa độ của điểm M phải là trừ 9 phần 2 và 3 phần 2. Đây là tọa độ của M phải. Trừ 9 phần 2 và 3 phần 2. Trừ 9 phần 2 và 3 phần 2. Đó là đáp án D. Ok chưa ạ?
Đấy, thì đây là câu số 7, kết thúc câu 7 bằng việc đó là sử dụng những cái kiến thức liên quan một chút đến OXY hồi lớp 10, được chưa? Để tìm ra tọa độ các điểm và kết thúc câu 7, chúng ta chuyển sang câu 8. Chúng ta bắt tay vào câu số 8, tìm tọa độ ảnh M' của điểm M, tọa độ 0,1 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự và phép đối xứng trục OY. Đấy, thế thì chúng ta cùng mô tả cái quá trình thực hiện cái phép đồng dạng này nhé. Đó là đầu tiên là từ điểm M có tọa độ 0,1 thực hiện đó là phép vị tự tâm Y tỉ số K bằng 2. Đó, để tạo ra thành được một cái điểm, đó là một điểm N đi. Đấy. Và sau lấy điểm N này lại lấy đối xứng qua trục OY, đối xứng qua trục OY để được điểm M phẩy. Đó, thì đây là cái quá trình tạo ra điểm M phẩy thông qua hai bước. Thế thì đầu tiên chúng ta phải đi thực hiện cái việc tìm tọa độ điểm N này trước, đúng không ạ? Thì phép vị tự điểm N có được đó là do phép vị tự tâm Y tỉ số 2 biến điểm M thành điểm N. Vậy tọa độ của điểm N là có tọa độ xy, thì cái xy này này, x phẩy y phẩy đi, thì x phẩy y phẩy này được tính bằng công thức đó là, công thức dùng nhanh luôn đấy, đúng không? Thầy đã rút cho các bạn ra ở cái khóa học chính rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ khóa tổng ôn thì các bạn áp luôn công thức vào. Đó là kx cộng 1 trừ k x0 và ky cộng 1 trừ ky0, đúng không? Với x, y là tọa độ của điểm M là 0,1. Còn x0, y0 là tọa độ của tâm Y, đó chính là 1,1. Đấy, vậy từ đây chúng ta thay số và chúng ta sẽ có được là x phẩy bằng k là bằng 2 rồi. X là tọa độ của điểm M là 0. Đấy, y phẩy bằng này 2 nhân với y là m 1 cộng với 1 trừ 2 nhân với x0 của chúng ta là 1 và 1 trừ 2 y0 cũng là 1. Vậy cái này rút gọn đi chúng ta được kết quả đó là gì ạ? Cái này là 0 này, cái này là trừ 1 này, cái này là 2, cái này là trừ 1, vậy đây còn 1 này. Vậy tọa độ điểm N của chúng ta có tọa độ là trừ 1, 1. Đến đây nhiều bạn nhìn vào đáp án là sướng quá là chọn luôn đáp án D, trừ 1, 1. Đấy. Thế nên bạn phải để ý mới tìm ra N thôi, đã ra M phải đâu. Phải thực hiện tiếp đối xứng qua trục OY. Thì đối xứng qua trục OY thì bạn để ý này. Đối xứng trục OY thì thường là chúng ta không cần phải nhớ công thức đâu, mà cứ vẽ hình lên là chúng ta nhìn thấy ngay. Thì có một điểm ở đây mà lấy đối xứng trục OY thì rõ ràng là cái hoành độ của nó là bị lấy đối xứng là thêm dấu trừ vào. Còn tung độ là sao ạ? Giữ nguyên, đúng không? Tung độ y giữ nguyên, cái này giữ nguyên, thêm dấu trừ vào trước này. Vậy điểm M phẩy của chúng ta sẽ có tọa độ là thêm dấu trừ vào đây là thành 1. Còn tung thì giữ nguyên. Vậy là 1,1. Đáp án chính là A. Ok không ạ? Đấy. Thì câu 8 này là một câu mà thực hiện liên tiếp nhiều phép biến hình ở đây. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 9 nhé. Mình cùng vào câu 9 nhé. Cho tam giác ABC cân tại A. Đây, tam giác ABC cân tại A đây, góc A 35 độ. Xác định tâm O và góc quay alpha của phép quay biến cạnh BA thành cạnh AC. Cạnh BA thành cạnh AC. Đấy, có một cái phép quay nào đấy, nó ở đâu đó, tâm nó nằm ở đâu đấy, biến được cạnh BA thành cạnh AC. Đấy. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ lựa vào bốn đáp án này để mà suy luận ra thôi nhá. Thì bạn để ý này, O này là tâm đường tròn ngoại tiếp này, O là trọng tâm này, O là tâm đường tròn nội tiếp này, O là tâm đường tròn ngoại tiếp này. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà tâm đường tròn ngoại tiếp chiếm nhiều hơn, nên là chúng ta sẽ chọn lựa theo cái hướng là tâm đường tròn ngoại tiếp trước, đúng không? Đấy. Thế khi mà đả động đến tâm đường tròn ngoại tiếp thì thấy là cũng có những cái thú vị. Đó là gì? Đó là tâm đường tròn ngoại tiếp thì nó lại cách đều điểm B, cách đều điểm A và cách đều điểm C. Đấy, thế là nó cùng nằm trên một đường tròn. Thế mà phép quay thì phải là cùng nằm trên đường tròn, thế là cũng hợp lý, đúng không? Đấy, thế nên là chọn tâm đường tròn ngoại tiếp là ổn hơn cả. Thế còn trọng tâm chẳng hạn thì nó lại không cách đều ba đỉnh, nên thành ra là cũng không ăn thua gì cả. Rồi, giả sử tâm đường tròn ngoại tiếp thì tâm đường tròn ngoại tiếp đây giả sử có một cái tâm O đây. Đấy. Thì tâm đường tròn ngoại tiếp thì rõ ràng là phép quay đấy chúng ta sẽ hình dung là gì ạ? Điểm B sẽ bị biến thành điểm A, đúng không? Điểm B này sẽ biến thành điểm A. Đó. Còn điểm A
thì lúc này lại quay sang biến thành điểm điểm C. Ok không ạ? Đấy, điểm A này lại biến thành điểm C ở đây. Còn điểm B thì biến thành điểm A phía trước. Trước thì biến trước, sau biến sau. Ok. Thế thì chúng ta để ý này, phép quay của chúng ta sẽ là như thế nào đây? Từ B mà lên A thì góc quay của chúng ta đây ban đầu là nối B với O. Lúc sau nối A với O. Đúng không? Thì rõ ràng đây chính là góc quay của chúng ta. Và góc quay này là góc quay theo chiều kim đồng hồ. Có đúng không? Theo chiều kim đồng hồ. Thì rõ ràng theo chiều kim đồng hồ như này thì theo quy ước của đường tròn lượng giác thì đó là chiều âm. Thế nên là góc quay của chúng ta phải là góc âm, có dấu trừ phía trước. Thế nên là đáp án A thì tâm đường tròn ngoại tiếp nhưng không có dấu trừ, vứt rồi nhá. Cái này có dấu trừ nhưng đang là trọng tâm không được. Cái này là tâm đường tròn nội tiếp không có dấu trừ cũng loại. Cái này có dấu trừ, vậy chúng ta có quyền chọn D ngay và luôn. Được chưa? Đấy, đáp án D nhá. Tuy nhiên thì chúng ta cùng phân tích kỹ lưỡng xem là góc này là 135 độ, vì sao nó 135 độ. Thế thì bạn để ý này. Thế bây giờ thầy nối nốt OVC. Đấy, nối nốt cái cung này vào. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đường tròn này, đường tròn tâm O đấy, đúng không? Thì rõ ràng cái góc A này này, cái góc A này là 35 độ. Thì hồi lớp 9 chúng ta còn nhớ không ạ? Góc A này có đỉnh nằm trên đường tròn, người ta gọi là góc nội tiếp đấy. Và nó chắn cái cung là cung BC này. Đúng không? Chắn cung BC. Thế thì rõ ràng góc O của chúng ta sẽ gấp đôi góc A. Được chưa? Đấy, tức là góc O là góc ở tâm. Góc ở tâm sẽ gấp đôi góc nội tiếp. Mà nhìn trên đây áng chừng thấy gấp đôi thật. Thằng này choãi ra to hơn, thằng này khép vào bé hơn gì nữa. Thì gấp đôi. Thằng này 35 độ, thằng này CAO sẽ là 70 độ. Được chưa? O là 70 độ. Đấy. Cái câu chuyện đó là bây giờ chúng ta kéo tiếp thằng này xuống. Kéo thẳng cái này xuống. Đúng không ạ? Kéo thẳng này xuống. Thì trong tam giác cân thì cái đường trung trực cũng chính là đường trung tuyến và cũng chính là đường cao, đường phân giác luôn. Thế nên là cái góc O này đang 70 độ bị chẻ đôi ra thành 35 độ. Đấy, chẻ đôi ra đây là 35 độ. Đúng không? Thế lấy 180 độ mà trừ đi 130 độ, trừ đi 35 độ thì sẽ ra góc ở đây là 145 độ. Đúng chưa? Đấy. Thẳng cái này là 180 độ trừ góc 35 độ thì ra 145 độ. Ok không? Và thêm dấu trừ phía trước bởi vì nó quay theo chiều âm. Được chưa? Đấy thì tính toán kỹ lưỡng thì nó cũng ra được âm 145 độ. Rồi, vậy chúng ta chọn đáp án đó là D. Dạ, thì câu 9 cũng khá là thú vị. Đấy, sẽ bắt gặp ở trong các đề kiểm tra thi ở trên trường của các bạn 15 phút một tiết nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục sang câu 10 nhá. Mình cũng bắt tay vào câu số 10 nhá. Cho hình chữ nhật ABCD. Đây. Hình nhật ABCD có IG KLO, IG K, L, O lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA và đường chéo AC. Đó. Hỏi phép rời hình nào trong các phép dưới đây biến tam giác ALI, ALI thành tam giác KOC, KOC. Tức là cái tam giác ở góc trên cùng đỉnh A này này thành cái tam giác ở góc dưới cùng bên tay phải ở đỉnh C. Dạ. Thế này thì mình đọc từng đáp án và mình loại trừ thôi nhé, không có cách nào khác đâu. Đáp án A là phép rời hình thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm O. Đầu tiên là tịnh tiến theo vector IB. Tịnh tiến theo vector IB. Đấy. Tịnh tiến theo vector IB. Đây là mi đây. Đấy. Vector IB. Nếu tịnh tiến theo vector IB thì điểm I tam giác ALI này này thì đỉnh I sẽ ra đỉnh B. Đỉnh A sẽ chạy ra chỗ điểm I và điểm cạn ở điểm L lúc này chạy ra chỗ điểm O. Đúng không? Để thỏa mãn là vector LO bằng vector IB mà. Đấy, tịnh tiến mà. Hay nói khác bạn hiểu tịnh tiến là gì? Giống như kiểu cái piston và xi lanh ấy, đúng không? Nó chỉ lên xuống thôi. Thế thì tịnh tiến theo vector IB tức là đi theo chiều ngang sang từ trái sang phải. Thế cầm tam giác này kéo nó sang bên tay phải. Được chưa? Thì lúc này nó chính là cái tam giác ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã tịnh tiến là kéo sang bên này được rồi. Người ta bảo lấy tiếp là lấy đối xứng tâm O. Nếu lấy đối xứng tâm O thì điểm B mà đối xứng qua tâm O thì thành điểm D mất. Mà điểm D thì nó lại chả liên quan gì đến tam giác OKC cả. Thế nên là đáp án A là loại. Đúng không ạ? Đáp án B là vẫn là phép tịnh tiến vector IB.
Đấy, thì vẫn là cái tam giác màu vàng này thôi. Nhưng mà người ta bảo là gì ạ? Thay cái phép đối xứng tâm O thành phép đối xứng trục LO. Trục LO, bởi vì LO, G nó đều là các trung điểm của các cạnh. Thế nên là gì ạ? LO, G này thẳng hàng. Thì trục LO cũng chính là trục LG. Đúng không? Trục LG. Đây, nối vào thôi. Đấy, đúng chưa? Trục. Thế thì đối xứng trục. Đối xứng trục thì nó giống như kiểu là cái gương ấy đúng không? Mình ở trên mình sẽ đối xứng xuống. Thì rõ ràng điểm Y mà đối xứng qua cái trục màu trắng này. Đối xứng qua cái trục nằm ngang màu trắng này này, là G này. Thì nó được điểm K. Được chưa? Vậy là Y xuống K. Thế còn điểm O là một đỉnh của tam giác vàng nhưng mà nó lại nằm trên cái trục đối xứng này. Vậy đối xứng qua trục về chính nó luôn. Phép đồng nhất luôn. Điểm B này lấy đối xứng qua trục màu trắng thì được điểm C. Như vậy cái tam giác màu vàng sau quá trình lấy đối xứng thì nó được cái tam giác ở phía dưới này. Đấy, nối ba đỉnh này vào nhau thôi. Đúng không ạ? Vậy tam giác dưới này tam giác OKC. Vậy đáp án B chuẩn luôn. Đấy, vậy chúng ta chọn B. Đáp án là B nha. Thế còn đáp án C thì sao? Phép dày hình thực hiện liên tiếp phép góc quay tâm B góc 90 độ. Tâm B góc 90 độ à? Quay tâm B này. Góc 90 độ, 90 độ là theo ngược chiều kim đồng hồ. Thì rõ ràng lúc đó góc ví dụ A chẳng hạn quay 90 độ. Đấy, thì nó ra mãi tít chỗ này. Bởi vì hình chữ nhật thì hai cạnh này nó không hề có bằng nhau. Mà muốn quay tâm B, mà muốn biến điểm A thì gõ bằng bán kính ở BA. Bán kính BA thì nó phải ra mãi tít chỗ này. Chỗ này lại chả liên quan gì đến điểm C ở đây cả. Đấy. Rồi, vậy tương tự phép D là giờ hình thực tiện liên tiếp phép đối xứng trục LO và tịnh tiến vector AB. Đối xứng trục LO trước thì tam giác ALI này sẽ chuyển thành tam giác gì ạ? LDK, đúng không? Chuyển thành LDK. LDK. Đấy. Và tịnh tiến theo vector AB. Tịnh tiến theo vector AB. AB rất là dài như này thì tịnh tiến một phát nó sẽ kéo thẳng sang tận ngoài hình chữ nhật này luôn chứ nó không thể dừng ở đây được. Đúng không? Như vậy là đáp án D cũng sai. Vậy chúng ta chọn B thôi. Rồi, kết thúc câu 10 một cách cực kỳ thú vị, trọn vẹn và có hậu. Chúng ta kết thúc cái phần tổng ôn thứ nhất ở đây và thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sang tầng phần tổng ôn số 2 nhé.